nói lại coi. Bitcoin là cái gì? Bitcoin nó là cái đồng tiền điện tử mà chú có thể đào được bằng cách lên mạng lưu giữ toàn bộ các giao dịch Bitcoin thông qua một cái gọi là sổ cái. Bitcoin nó bất hợp pháp vì chú có thể chuyển tiền khắp nơi trên thế giới, không cần phải qua ngân hàng. Mày làm kế toán hay là cái giống gì vậy? Kiểu như thế á. Hình như mày là một kế toán tồi, cho nên mới bị bắt vào đây, đúng không? Tôi làm kế toán đỉnh. Chú ý, đây là đối tượng giao dịch Bitcoin bất hợp pháp. Có không phải là bóng mày lên tôi bồn chị nã không? Không, đó là Kỳ, sát thủ bóng ma gửi theo bảo vệ tên kế toán, Phúc. Đặc tình cho biết họ làm việc cho bóng ma. Cứ hễ có giao dịch Bitcoin là họ sẽ xuất hiện. Không có bóng ma ở đây thì mình ở đây làm cái gì? Hả? Ô chim an thì thật cao. Đúng là hại. Hai. Ê. Su Chiêng. Có cái gì đâu. Thì mình mua cái này cho vợ của mình. Mua trên đây dễ hơn ra tiệm lửa. Giả sử như anh muốn lên mạng mua đồ lót, và rồi anh Google hot cơ, rồi sau đó anh nhận được tin nhắn này. Dữ liệu của bạn đã bị mã hóa, bạn phải trả tiền để lấy lại dữ liệu trước khi bị xóa. Bạn còn 95:58:15. Sau đó máy chủ sẽ sạch dữ liệu bạn. Ủa, sao con thoát được vậy? Vậy là sao? Là anh đã trở thành nạn nhân. Anh phải trả cho bóng ma 500 đô tiền Bitcoin đến đường link cung cấp để mở khóa máy tính này. Bây giờ anh cứ thử nhân 500 đô cho 10.000 nạn nhân trên thế giới mỗi ngày. Nói đi, có còn hài nữa không? Vậy tôi bắt con nhỏ này nha. Không, Kỳ chỉ là lính đánh thuê. Chúng ta cần Phúc để truy ra bóng ma. Súng nhiều vậy? Gần 800.000 đô mà. Giờ bóng ma sẽ chuyển Bitcoin vào trong điện thoại của Kỳ. Camera an ninh đầy hành lang. Ông có biết luật không máy quay là gì không? Trung úy Trọng, sẵn sàng chưa? Đợi hai tháng xem, đợi báo cáo. Đợi đi, sẵn sàng. Đi con sẵn sàng rồi chưa?
Nó kìa. Nó nào? Giao dịch kìa. Giao dịch cái gì? 3.000 Bitcoin lấy 800.000 đô. Giữ tiền bất hợp pháp bằng Bitcoin. Quá nguy hiểm. Đợi ai chờ lệnh của tôi? Kiểu đó đi rồi mai mốt hả có người xử mày. Ai xử tôi? Tao nè. Bà ra tô là tại vì con chen mình của bà không giữ bằng con của tôi, không sexy bằng con của tôi. Sexy suốt ngày cứ lấy mấy con mắm nào làm avatar không à? Thì tại tôi tin vô quyền năng của phụ nữ. Quyền năng mà đứa nào cũng dến cho cặp bưởi năm roi bự chà bá vậy. Ủa chứ bà tưởng quyền năng đâu ra? Quyền nè, năng nè, bà chị không quyền năng. Nào mày nhìn đi đó. Mày chỉ thấy bưởi thiệt khi mà mày ăn cắp hình của khách hàng thôi con. Cái này khác nha. Mấy đứa mà chụp hình kiểu này á, trước sau gì tụi nó cũng up Facebook thôi. Thì bây giờ mình up lên trước kiếm chút tiền, ảnh hưởng gì ai đâu. Phạm pháp đó nha mày. Nè. Đây. Đây á là ông đã biết ơn. Sống á là phải sống theo kiểu của Bi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho Bi thêm một ngày nữa để yêu thương. Yêu thương. Sao? Thank you.
40 đâu có. Ừ 42 không à? Ừ. Dạ, xin lỗi chú. Alo. Khi. Có chuyện gì đây? Tại sao cô lại gọi tôi bằng số lạ? Có sự cố. Tôi phải dừng lại. Đừng nói gì cho ông chủ, mình đợi tôi đến đây xem. Hả? Cái gì? Alo. Lấy đi ăn gì vậy? Hello người đẹp. Tôi cần phải sửa điện thoại gấp. Ủa, nhìn còn ngon mà. Không phải cái này, mà cái này. Là vì khoan chúng, có thể lấy dữ liệu trong này ra được không? Được. Khoan là nghề của anh mà. Mời em. À, có lưu lại hình không? Không may là mất hết luôn á. Không cần đâu. Không được phép bỏ về đội. Kêu anh em lục soát khu vực đó. Chắc chắn đối tượng chưa chạy xa đâu. Cô có biết sửa điện thoại không? Hay là chỉ biết lao thôi? Không bao giờ. Bả là game thủ chuyên nghiệp Liên Minh Quyền Phải á. Nếu muốn nâng cấp cho em với anh á, cứ hỏi bả. Nhân 2,5 triệu. 7,5 triệu. Anh nói cái gì? Ừ. Nói gì đâu. Máy hư rồi. Bây giờ muốn chép dữ liệu á là phải mua máy khác. Lấy máy này không? 7,5 triệu. Làm lẹ đi. Chú không có xuống nào. Nói lại coi. Mất cái gì? Hết sạch rồi, tôi đem Bitcoin của bóng ma. 30.000 Bitcoin của nó làm cái gì? Làm cái gì đâu. Điện thoại tôi bị hư nên. Tôi không quan tâm. Tôi biết nếu bóng ma biết tôi là mất tiền ông làm gì không? Trách nhiệm của cô là bảo vệ tôi cho số tiền. Giờ còn để tôi mình xuống cuộc làm mất hết cả tiền nữa. Đổi kế hoạch. Gặp tôi tại địa chỉ này. Tôi không cần biết. Cô có biết bóng ma sẽ làm gì với những thằng ăn hại không? Ông sẽ xẻ thịt tôi ra như một con lợn. Lấy lại tiền cho tôi. Chó, cắp cơ mày. Đúng rồi, thằng chó. Sao mày không nói cho chị mày nghe mày chuyển số tiền Bitcoin nữa đi đâu? Nếu không, tao sẽ bắn nát đầu mày. Thì bây giờ lên máy chuyển này được chứ gì? Không đi mau. Mày đừng có giành đồ của tiền của dân chơi mà.
tình bị chết. Một căn phòng đầy xác người, bản thân đối tượng mình bị găm đầy vết đạn, một người dân bị hôn mê và cái điện thoại vô dụng. Tôi sẽ phải đình chỉ công tác của đồng chí trong bao lâu đây? Nhưng chúng ta đã bắt được đối tượng Phúc rồi. Đồng chí định ghép hắn vào tội rửa tiền à? Túi tiền Bitcoin nằm trong cái điện thoại, chúng ta chỉ cần lấy lại. Dữ liệu à? Dữ liệu nằm trong cái điện thoại này đã bị xóa sạch rồi. Không có túi tiền Bitcoin, có bắt được tên kế toán cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Với tội rửa tiền của hắn nhiều lắm, hắn chỉ bị từ 8 đến 12 tháng tù. Trong khi đó, bóng ma vẫn tiếp tục ở bên ngoài và tiếp tục gây án. Tôi sẽ trả lời với cấp trên như thế nào đây? Tất cả là tại anh hết. Nếu như không phải tại anh thì chúng ta đã bắt hết bọn chúng trong khách sạn rồi. Đồng chí là chỉ huy, không điều khiển được anh em là lỗi ở đồng chí chứ không phải là của anh em. Buông ra. Buông ra. Đàn ạ. Không, bà hiện nay đang là thủ trưởng của con. Buông ra. Bóng ma đã chạy thoát. Vẫn chưa xong đâu. Thủ trưởng ạ. Chúng ta vẫn có thể truy ra bóng ma bằng cách sử dụng Phúc. Hãy để tôi hỏi cung tên kế toán. Thôi đủ rồi, đồng chí hãy để thẻ ngành và súng lên trên bàn này. Tạm thời đình chỉ công tác từ lúc này. Khánh, ra ngoài một lát, tôi cần nói chuyện riêng với con gái tôi. Kế hoạch thế nào? Ai đâu? Mày đã bị bắt cùng với 15 tỷ của bọn xã hội đen và 3.000 bitcoin của bóng ma. Cấp trên của ta cho rằng mức án tối đa mà mày phải nhận là 1 năm tù. Nhưng theo tao thì nó không công bằng. Theo tao thì mày nên được thả. Đúng rồi. Mày được quyền lựa chọn ai là người tìm ra mày trước. Đó có thể là bọn xã hội đen mà mày đã làm mất tiền, hoặc là bóng ma, kẻ chuyên xẻ thịt những người thất bại. Vậy thì giúp ta bắt bóng ma. Cô tưởng bắt được bóng ma là xong à? Cô không có bằng chứng chứng minh là đấy là túi tiền của hắn, rồi hắn sẽ tha hồ tự do, tìm tôi cũng giết tôi. Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải đảm bảo an toàn cho tôi. Mày không có quyền trả giá ở đây. Nhờ có mày, tao đã không còn là một công an nữa rồi. Còn dấu vân tay, hắn sẽ tìm được tôi mất. Đốt hồ sơ của tôi đi, tôi sẽ giúp cô. Nếu không, cô phải giết tôi bây giờ đi. Thomas Nam là ông chủ của tôi, người mà cô gọi là bóng ma.
Ông ấy là người Đức gốc Hàn và là một lập trình viên rất giỏi. Công ty Chimera của Thomas cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho rất nhiều ngân hàng trên thế giới. Còn ở Hàn Quốc, người ta gọi ông ấy là Yu Young. Nghĩa là bóng ma. Có biết tiếng Hàn à? Chắc không hiểu. Wow, 잘해요. Họ gọi ông ấy là bóng ma tại vì chưa có bức tường lửa nào mà ông không qua được. Giới hacker và game thủ xem Thomas như một siêu sao. Hắn sống tại Đài Loan để tránh Interpol, nhưng ngay cả bóng ma cũng không thoát được liên minh. Tay bị gì vậy? Tôi bị dướng bụi. Bụi vào tay sưng. Bạn người sạch sẽ qua lối mày mà cũng làm những chuyện dơ bẩn. Thomas tạo ra thuật toán bảo mật giao dịch và mượn tiền của mafia để mở Chimera. Vì thế, hắn buộc phải giúp chúng rửa tiền bất cứ lúc nào. Giờ Thomas cần rất nhiều tiền để thoát khỏi cục nợ này. Nên đã tạo ra virus tống tiền gọi là... Hâm mộ. Làm sao tao biết mày không bịa ra những chuyện này? Số cái trong ví tiền Bitcoin của Thomas sẽ chứng minh tất cả. Vậy Chimera là mặt tiền sạch sẽ cho mọi chuyện làm ăn dơ bẩn của hắn. Không chỉ sạch sẽ mà còn đẹp mắt. Mày đã cho tao biết mọi bí mật về bóng ma. Giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi. Chưa đâu. Cô cần bằng chứng mới buộc tội được Thomas chứ. Đây cũng là lý do cô không giữ được tôi ở trong tù. Ngoài túi tiền ra, cô phải có bằng chứng liên kết túi tiền này với Thomas. Chỉ có như thế, cô mới chứng minh được là tất cả các tiền chuộc của virus hầm mộ là tiền của xã hội đen rửa vào Bitcoin. Thực ra tất cả đều chảy vào túi tiền của Thomas. Bằng chứng đó là gì? Đốt hết giấy tờ của tôi trước khi nó vào hệ thống đi. Rồi mình nói chuyện. Shopping tiếp đi. Chuyện này không liên quan gì đến anh hết. Sao cô lấy hồ sơ của Phúc? Nó đâu? Cô nên giao nó lại cho chúng tôi. Không. Hắn là đầu mối duy nhất để tôi truy tìm bóng ma. Anh biết là bao nhiêu đồng chí đã hy sinh để bắt được hắn mà. Cứ việc bắn tôi đi, nếu như muốn cản tôi. Nếu cô bước ra ngoài tôi không lo được cô đâu nha. Có khác gì đâu. Nếu như anh dám lừa tôi. Tôi đã nói rồi, đằng nào tôi chả chết. Để bắt bóng ma, trước tiên chúng ta phải đánh cắp cái nhẫn 75.000 đô. À, anh Húc đi, Húc quá anh bốc không? Bóng ma giữ ví tiền Bitcoin trong siêu máy tính ở phòng server Chimera. Đấy, là chiếc nhẫn mà mình cần đánh cắp. Vì ở bên trong cái nhẫn đá quý đấy có gắn một mã QR. Server Chimera kết nối trực tiếp với mọi ngân hàng đối tác. Đấy là lý do Thomas giấu ví tiền Bitcoin của hắn ở trong siêu máy tính. Mà chỉ có mã QR trong chiếc nhẫn thì mới truy cập được. Vấn đề là Thomas không bao giờ tháo cái nhẫn này ra đâu. Tức là chúng ta phải lấy viên đá quý mà không để Thomas phát hiện ra chiếc nhẫn bị mất. Tôi biết ai làm được việc này rồi. Anh Trung anh để hai tay ra gì đi. Wow, đồng hồ Rolex rất là đẹp mọi người. À, anh lật qua. Giờ 100 đô la này
lại cho ta. Cầm chắc. Bây giờ Jack sẽ làm $100 này biến mất. Đó, biến mất rồi mọi người. Anh coi kỹ lại đi. $100 biến thành lại $1 mọi người. Nhưng anh lỗ 99 đô rồi. Nhưng mà đừng lo, có một món quà cho anh. Đó là đồng hồ Rolex thôi. Cảm ơn anh Trung. Thank you. Ta-da. Gì vậy? Em còn giận chuyện cũ phải không? Nếu như em còn giận anh chuyện cũ thì em sẽ bắt anh bỏ đồ ăn cắp ở trong túi áo của anh ra. Rolex. Hàng hiệu của anh. Chúc mừng sinh nhật anh Trung yêu. Anh Trung. Cái này chắc phải 200.000 đô la Mỹ. Ăn trộm không có lương tâm nhỉ? Ăn trộm? Anh nghĩ anh là ai vậy? Phúc, đây là Magic Jack. Jack Magic. Super fake. 2 năm rồi em chưa thấy hàng fake nào mà làm khéo như vậy đâu. Nói cho em biết ai là người làm ra nó. Đảm bảo với anh Trung sẽ không kiện. Còn nếu không, em sẽ tống cổ anh vào tù và trục xuất anh ra khỏi nước. Muốn sao? Anh Jack yêu. Giờ ta cần chiếc nhẫn Super Fake để thay thế chiếc trên tay Thomas trong khi sao chép mã QR trong viên đá. Vậy nên ta cần một cao thủ về giả mạo. Dạ, chào chú. Chào mấy đứa. Ủa chú Thuận, sao hôm nào chú cũng mang cơm đi hết vậy? Ở căng tin mình có cơm mà. Ê, cái này là thói quen của người. Dạ. Hả? Dạ. Dạ, con gửi chú. Dạ, xong rồi. Cảm ơn mấy đứa. Xin lỗi xúc xúc. Đây là điệp viên an ninh Dada, tổ chuyên án công nghệ cao. Đây là Phúc, bạn của cậu ấy. Hai đứa lỡ quốc nhà có bầu, muốn làm đám cưới, kiếm xúc xúc mua nhẫn giảm giá phải không? Được, xúc xúc giúp được. Lỡ rồi. Cảnh sát hành hung dân! Cảnh sát hành hung dân! Một viên kim cương De Beers. Với mặt cắt và độ tinh xảo của nó, viên này trị giá khoảng 47.000 đô. Xúc xúc một lời giải thích rất là đơn giản. Sếp ơi, nhau. Vân tay giả thì sao? Cái này thì ít đơn giản hơn. Thật ra tôi tên là Luhan. Tôi là một người Việt gốc Hoa, người cha độc thân của một đứa con gái 10 tuổi tên là Linh, đã từng bị truy nã vì một số vụ trộm cắp lừa đảo năm 2013, trốn qua Trung Quốc cùng con gái. Sao lại về quê mẹ không còn chào đón à? Luhan, trước chuyên án công nghệ cao, Dada từng là trinh sát chống tệ nạn xã hội. Đừng đừng đâu. Trong 5 ngày nữa, Thomas sẽ tổ chức tiệc ở Chimera trước khi hắn rời Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội duy nhất chúng ta có thể lấy cắp cái nhẫn và ví tiền Bitcoin. Boy.
Tôi sẽ giữ lại cái này và giao cho chủ nhân của nó trong lúc ông làm việc cho tôi. Để Jack tiếp nhận chiếc nhẫn, chúng ta cần được mời dự buổi tiệc của Thomas. Thomas đã thuê ca sĩ MQB để biểu diễn cho buổi tiệc. Nếu có chuyện gì xảy ra với ca sĩ, chúng ta có thể dụ Thomas thuê Magic Jack và trợ lý Xi. Jack. Magic. Nếu Thomas thuê Jack Magic và cô trợ lý sexy thì bọn mình sẽ có cơ hội đánh trao cái nhẫn, lấy được mã QR. Nhưng Jack là người có trợ lý sexy. Tôi á? Không. Em phải lấy này luôn. Ai à? Phạm Trúc Phương. Trời lúc này dễ bệnh ha. Xin lỗi. Anh này nặng lắm. Dạ. Chỉ một đêm thôi. Dạ. Làm tăng huyết luôn. Trần Chí Bảo. Để em giúp anh đứng lên nha. Cần hai bước để Jack được mời. Một, khiến tên ca sĩ từ chối bằng một kiểu ảnh hâm mộ vô hại. Ok, được mà. Máu khao. Cùng chiếc khăn vi khuẩn có chủ đích. Máu khao. Tam. Cảm ơn. I love you. Hey. Hình đó sao không được đâu. Bước 2, cho thư ký sexy của Jack gặp Thomas. 2, 3, vô. Ra đây, anh có chiêu mới cho em nè. $2 phải không? $2 ha. Đây là cái ly. 1, 2, 3. Được anh, cho em xin miếng lửa đây. Rồi, em lấy đây nè. Anh tặng em để cho không bao giờ em quên ngọn lửa của chúng ta. Có một máy quay 3D bí mật giấu trong cài áo của cô. Nhớ để tay của Thomas gần như vậy. Tôi cần hình ảnh rõ nét để làm chiếc nhẫn giả. Hello. Kia là Lệ. Cô ấy cũng là lính đánh thuê của bóng ma giống như Kỳ. Dù Bitcoin hoàn toàn có thể giao dịch trên mạng, nhưng vài người vẫn thích cầm tay hơn. Thẻ đấy cũng là một ví tiền Bitcoin. Và mặt sau của thẻ là mã Kia. Wow. Sao mấy cô gái có súng nhìn rất là quyến rũ. Nhưng mà anh thích cảnh sát nhiều hơn tội phạm mà. Tới lượt tôi. Bye. Oh, are you okay? You speak Korean? No, just when I'm drunk. I'm sorry. Wait. Stay with us. Sit with us then. Okay. Oh, I like your diamonds. I like yours better. Can I see? It's okay. What a lovely gem. Can I show you something? Hồi trước anh với cả Dada tệ hơn. Tôi đã làm mất lòng tin với cổ rồi. Người đàn bà đó không dễ để cái gì bị mất đâu. Không lẽ là không? Thì anh nghĩ là anh giúp được cô với vụ này thì anh sẽ chuộc được lỗi. Theo tôi nghĩ á, tất cả mọi người ở đây là vì cô ấy nắm được cái gì của chúng mình, đúng không? Dan, open your hand. Khoan,
Nhờ. Dạ. Tôi mới nhận được show của Magic Jack chủ nhật tuần này. Jack Magic. 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 Bây giờ bọn mình chỉ cần 3.000 Bitcoin thôi. Cái gì? 750.000 đô la Mỹ. Nếu mà tôi có số tiền đó, tôi không ở đây đâu. Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đâu ở đây đâu. Ừ. Nhưng bây giờ số tiền đó mình kiếm ở đâu? Dada quen một người hacker. Mà người này ấy, có rất là nhiều tiền Bitcoin. Ê! Ôi, đừng có phá. Trời ơi, có sao không? Có phỏng không? Phá quá. Lúc đó, Zerasu biến thành một đống tro bụi, nửa cát, nửa vụn kim loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn chết là vì đã lạm dụng quyển Death Note để kéo dài cuộc sống của cô gái. Một Shinigami sẽ chết khi không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thích chuyện này. Cô đến đây chi đây? Tôi hy vọng có thể nói chuyện với cô về một vấn đề hơi nhạy cảm. Em muốn gì? À, chuyện Death Note. Tôi thích đọc của mình này. Ra ngoài được không? Cho một bài, con chọn một lá bài mà con thích nhất đi. Jack. Con ngoài cơ. Ok. À, đây đây. Coi kỹ nha. Chủ đề lên đây nè ha. Coi kỹ ngay đây nè ha. Con á, công chúa nhỏ. À lên, con phải nói cái gì chứ? I love you. You're welcome. Bye. Ê. Đôi khi tôi quên nó còn là một đứa nhỏ. Tôi không nên bắt nó theo tôi vào vụ này. Ngày này tôi không muốn nó có một cuộc sống tương lai như vậy. Cha nào muốn con có cuộc sống như vậy chứ. Giờ mình chôn một số Bitcoin gì để đợi giấc giả. Tôi tiền Thomas có bao nhiêu vậy? 40.000. Bao nhiêu? 40.000. 7.5 triệu đô đấy. 40.000. 7.5 triệu đô. Vậy cô muốn tôi đưa Bitcoin cho cô? Thực ra 3.000 Bitcoin đó sẽ thuộc về cảnh sát, nhưng tôi muốn cô đưa nó cho tôi để tôi có thể bắt được bóng mà. Bóng ma là chủ của tên đã bắn em tôi. Đúng. Nếu như cô giúp tôi hứa với cô, tôi sẽ bắt hắn bỏ tù. Tôi muốn cô chắc chắn với tôi là hắn sẽ đi xuống đáy mộ. Tôi là cảnh sát mà, không phải một sát thủ. Thật ra trong túi tiền bị lấy có hơn 3.000 Bitcoin, tới 25.000 lận. Tôi có thể giao số tiền này cho cô nếu cô cho tôi tham gia. Tôi muốn có mặt ở đó khi cô bắt bóng ma. Không được, tôi không thể mạo hiểm sinh mạng của một thường dân khác. Tôi không phải là thường dân khác, chỉ có hacker mới bắt được hacker thôi. Và không ai giỏi hơn tôi cả. Chơi hay là không chơi? Chỉ còn 4 ngày để ghi nhớ bản thiết kế dinh thự Kimura. Đây là nhiệm vụ của mỗi người trong chúng ta.
Vi, chùm công nghệ. Luhan, làm đồ giả và giao liên. Và Jack sẽ đánh lạc hướng. Jack! Tôi và Jack sẽ biểu diễn ở đây. Phúc, lên trình bày kế hoạch của anh đi. À, Jack, anh đưa tôi ra. Cái thẻ. Cái thẻ. Cảm ơn. Chủ nhật này tôi sẽ trả lại Thomas 3.000 Bitcoin bằng thẻ. Thomas rất đa nghi nhưng sẽ chuyển khoản Bitcoin ngay lập tức. Cánh cửa đầu tiên dẫn đến server có mã pin bảo mật là thứ mà chúng ta chưa biết. Có thể không vậy? Mã pin? Anh bấm số mật mã vô đi. Nhưng đừng để cho tôi thấy nha. Anh có biết là tôi có thể ăn cắp mã pin của anh trong vòng bao lâu không? Alo. Sau này nếu nhập mật mã, nhớ chạm tay vào cả bàn phím. Không thì ai cũng có thể lần ra mật khẩu bằng máy quay tầm nhiệt. Chỉ cần chạm một cái là anh mất hết tiền. Mọi người vừa nhận được hình ảnh tầm nhiệt với mã pin Phúc vừa nhập. Màu đỏ nhất là số cuối cùng. Thế đi. Họ có tủ trốn ở đây hả? Vụ này cũng dễ ăn thiệt. Sao không? Thế còn cái này thì sao? Một mạng lưới laser dày đặc để bảo vệ ảnh lang. Điều khiển bằng máy quét võng mạc. Võng mạc? Con mắt có cần gắn trên mặt người còn sống không? Lớp cửa cuối bảo vệ bằng máy quét vân tay. Khi đã vào trong phòng server, hắn sẽ quét chiếc nhẫn để truy cập máy chủ. Rồi quét thẻ tiền để chuyển khoản Bitcoin. Vì ví tiền có chứa giao dịch dùng để buộc tội bóng ma, chúng ta phải sao chép một bản phòng khi bóng ma xóa dữ liệu để giảm án tù. Toàn bộ hệ thống máy chủ trong tòa nhà này, tất cả đều chạy bằng dây, chứ không cách nào hack được. Cái nhẫn đấy chính là chìa khóa túi tiền của Thomas. Có nghĩa là mình cần chiếc nhẫn và mã QR để mở túi tiền. Cái này là việc của Jack. Tiếp tục đi. Còn lại một vấn đề duy nhất, làm nào để vô hiệu hóa được mạng lưới laser bảo vệ này mà không cần dùng cái mắt của Thomas. Giây, bảo vệ với súng sẽ xuất hiện. Trừ khi Luhan làm được con mắt giả, chúng ta sẽ bị tóm gọn ở đây. Hốc đèn trần nhà. Giữa trần nhà và tia laser có một khoảng trống 4 tấc. Nếu gắn bánh xe kéo vào tay và chân thì nó có thể kéo lên người chạy dọc khoảng trống tới cuối hành lang. Dễ ăn với bé Linh. Không có ai leo giỏi hơn nó đâu. Có điều, con gái tôi không biết gì về tiền Bitcoin hết. Làm sao ăn cắp túi tiền? Linh không cần biết. Tôi sẽ điều khiển máy chủ từ bên ngoài. Linh chỉ cần cắm một cái hộp giúp tôi. Vậy chỉ cần đảm bảo cô bé sẽ không phải đi vô đó một mình. Bé Linh sẽ được đeo bộ đàm và tai nghe. Vi sẽ hướng dẫn cho cô bé cách làm. Còn Luhan và Phúc, hai người sẽ đứng ngoài giữ cửa. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi. Họ bắn nhau tới giờ, hôm nay tôi mới tới đây. Cô không thích chơi game lưu hình thoại à? Tôi thích nhân vật này lắm. Nickname của tôi trên đó là Zerasu. Quyển sách tử thần Ash Amane. Chắc cô chơi giỏi lắm đúng không? Tôi với anh Bi là chơi game để kiếm tiền á. Kiểu như là gánh team suốt ngày. Bảo nữa tôi thì biết. Gì này? Mình đã nhớ ơn.
Bi nó đọc ở đâu á. Mà nếu muốn có may mắn thì bỏ viên đá này vào túi. Lúc mà chán nản hay là tức giận thì nắm chặt nó lại, nghĩ tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, thì biết rằng sống là một điều hạnh phúc. Có nguyên hữu luôn. Nó có hiệu nghiệm không? Hacker hay nói đùa vậy thôi. Chứ cái tên chuyên dụng của nó là Backdoor Orifice Box. Orifice có nghĩa là lỗ, và Backdoor có nghĩa là công dụng của cái hộp này á, thì để phát hiện ra điểm yếu trên tường lửa. Khi mà mình phát hiện ra nó đó, thì mình cần lấp nó lại để ngăn những cái hacker khác không có thâm nhập vào hệ thống như là một cửa sau. Nhưng trong trường hợp này, tôi sẽ dùng cái hộp này để thâm nhập vào hệ thống. Tức là cô có sẵn cái hộp đấy rồi à? Không, nhưng mà tôi có thể chế ra nó. Trong 3 ngày tới, chúng ta cần mô hình hành lang laser để Linh tập luyện, tìm hiểu ca trực bảo vệ và nhân viên, và tìm cách xâm nhập dinh thự. Khi Vi bám theo hộp phòng, Luhan làm giả chiếc nhẫn. Xin lỗi con, xin lỗi. Cô giấy xe cái chưa? Biết bảo vệ thấy được gì? Vi sẽ đánh cắp hình ảnh an ninh. Máy quay an ninh đã được cài bỏ, Vi có thể theo dõi mọi chuyện từ xa. Khi bắt tay Thomas, chiếc nhẫn sẽ tuột ra. Coi tôi lấy chiếc nhẫn ra và nó sẽ biến trở lại. Giỏi lắm con gái. Và cuối cùng, ta cần một chiếc xe van. Khi ma mất, dĩ nhiên thương mới lòi ra con. Sao con hỏi vậy? Ba ba làm sao để mẹ thương ba vậy? Lôi à, không thể nào ép người khác thương mình được con à. Tự nhiên nó đến thôi. Làm sao nó mới đến?
con hãy tự là chính mình. Người nào là của con thì tự nhiên họ sẽ thấy con vẻ đẹp và tài năng của con. Chỉ là con thôi hả? Ừ. Ý của bà là con vẫn làm ăn trộm phải không? Lỗi à, à, bà luôn muốn con ngây ngô và trân trọng tuổi thơ. Con hiểu không? Con không hiểu. Linh đã nhắn tin cho anh nào hả? Hãy báo cáo cho cấp trên. Em hoạt động ngầm bao lâu rồi? Sao anh biết? Mỗi lần mà em có chuyện, em cứ điều về đây mà. Cách đây vài hôm, em bị đình chỉ công tác. Để tạo vỏ bọc phải không? Vì radar của anh không dễ hợp tác với tội phạm đâu. Mà ngay cả người đẹp trai anh nữa. Lúc nào cũng diễn được, không xả vai được à? Nó là pháp thực anh mà. Chứ không phải em yêu anh vì điều đó sao? Điền, em yêu anh vì anh luôn đam mê và hết mình với công việc. Nhưng có lẽ em mới là người điên. Em cứ nghĩ anh sẽ chọn em thay vì viên kim cương đấy chứ. Biết anh đã chuẩn bị vô tù khi bị cảnh sát bắt. Anh đâu kêu em nói dối với họ để cứu anh đâu. Thật sự ra là anh xin lỗi em. Bắt em chọn giữa anh và nguyên tắc của em. Sớm chút nữa em đã tin anh nếu như không bắt quả tang anh ăn cắp cái đồng hồ 200.000 đô. Sau khi em bắt được bóng mà, mình về nhé. Chúc quyền lực nữ giới để giúp em hồi phục đó. Cái này là dành cho lúc em tỉnh dậy. Bì nó may mắn thật đấy. Có người chị yêu thương nó như thế. Anh có anh chị em không? Tôi là con một. Một bé. Tôi chỉ biết làm toán, chơi với mấy con số, chơi game. Tôi không có bạn bè gì cả. Anh là người đầu tiên tôi gặp mà khi lớn lên muốn làm kế toán. Nhưng mà không có gì sai cả. Tại vì toán học nó chính xác lắm. Các con số không biết nói điêu. Còn tôi không tin ai cả. Tôi hiểu với anh. Khi tôi nhìn vô một dãy số, tôi biết chính xác nó muốn nói cái gì. Còn con người hả? Khó lắm. Đấy là lý do cô nói dối Dada. Cô nói là Bi đã lấy cắp 25.000 bitcoin. Thực ra Bi lấy tận 30.000. Đúng là không có qua mặt được kế toán. Có lẽ anh nghĩ tôi là một người không tốt.
Nhưng mà tôi muốn có sự đảm bảo cho Bi. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra, người ta rút cái ống thở của nó. Tôi không nghĩ em là người xấu. Nghĩ em là một người tuyệt vời. Chỉ ước là bọn mình gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Đâu ảo thuật không ạ? Ok Vi. Jack Magique. To us? Tonight. To a great show. Excuse me, business calls. Showing your face here after losing all my money. Maybe this will make it up for you. How much? 3,000. As promised. They're here, will help you with the drink while I verify the funds. Thomas, you're going to come. Chưa, nhà hát sắp lộ mật khẩu rồi. 9859664 Yu Yong. Nghe này, chúng ta sẽ mù trong 2 phút khi anh ở trong phòng. Vi, lấy được bên tay Thomas chưa? Đang quét, đang in. Tốt, Vi có hết màn hình an ninh rồi. Vi sẽ hướng dẫn cho mọi người sau khi hắn ra khỏi phòng. Mọi người rõ chưa? Dạ rồi. Thomas xong rồi, hắn đang đi xuống chỗ tiệc, Dada. Bé Linh, khi mà con rời khỏi cái phòng máy chủ đó, con rút cái hộp này ra và cắm tất cả mọi thứ lại như cũ. Để không ai biết mình đã đến đó. Quá chuyên nghiệp. Xin chào mọi người, mọi người vui không? Xử lý xinh đẹp, đã ra. Xin chào quý vị, tôi Jack Magic muốn mời chủ nhân đẹp trai của buổi tiệc hôm nay lên sân khấu, ông Thomas Hang. Xin chào các bạn, thật là lớn. Welcome on stage, Mr. Thomas Lang. Bây giờ ông Thomas sẽ chứng minh đây là cây đâm đất đá thiệt. I would like you to inspect this ice pick, that it is a real ice pick. Over here? Yes. Oh, careful, careful. Is this real? I want you to hide this ice pick under any one of these 5 bags and mix it around so I don't know where it is. Vào một trong những bao này và nói gì chứ? Để Jack Magic không biết. Let me know when you're ready, Thomas. Ready. I want you to choose a bag. This one, are you sure? I'm sorry, I know you weren't expecting that, but...
Jack rất là may mắn. Quý vị khán giả, bao giấy cuối cùng là vị trí của cây đâm nước đá của mình. Giữ Thomas trên đó. Thank you very much. Luan chưa vô vị trí. No. Thomas, we still need you on stage. Luan, nghe rõ trả lời. Một tràng pháo tay mọi người. Kiếm cho một đàn luôn á. Okay, okay, I'm staying. Luan, chưa đứng trước làm mấy lâu vậy? Anh ấy đang làm gì? Không biết luôn. Cô anh nha. Bà Lợi, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, à bà cũng muốn con biết rằng à bà luôn hãnh diện về con, biết chưa? Yeah, à bà. For my next trip, I would like to borrow your mobile phone. Yeah. Yes, this mobile phone. Luôn hãnh đây, lên lầu rồi. Tốt. Phúc chuẩn bị hành động. Einen schönen guten Abend. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Mein Name ist Thomas Nam. So good. Please put it in the bag. Thank you very much. Okay. This is where we make your phone disappear. Oh, it's a lot, it's a lot. Hey, this is supposed to happen. Let the roses happen. Mày muốn gì? Đi! Đi xuống quát chơi! Dạ, không gì, không gì, không gì. Dạ, dạ, tôi chỉ muốn làm khô thôi, chỉ muốn làm khô thôi. Không biết gì làm hả? Chỉ muốn làm khô thôi. Dạ, xin lỗi. I'm sorry. Are you okay? Sorry, phone. Bỏ đi! Dạ, cảm ơn. This is completely part of the trick. Mọi người, đây là chỉ diễn thôi, không có gì hết ha. Not so good. Cô cần một con mắt trong hành lang. Giỏi lắm. Có hình ảnh từ hành lang rồi. But I did say I'm gonna make your phone disappear. Có nhận tin nhắn, mở điện thoại lên, bấm tôi nghe coi. Khoan, tắt điện thoại. Chị hiểu đấy. Ráng lên, con sắp qua rồi. Okay, thở gấp. Sao chơi hướng vậy bé Linh? Dạ không, kẹt chân rồi. Bé Linh đụng còi báo động rồi. Ai qua giúp ta đi. Actually, come over here. Linh, ở vậy đang vô kìa. Nè nè, cứu con. Close your eyes. Better.
slowly, slowly. Chậm thôi, thở sâu. Bỏ đi, đổ rồi. Không, Mi mới có làm được. Tôi có kế hoạch khác. Khởi hắn ra. Em đưa anh cái hộp. Cả bộ chip nữa. Đuổi nó tới kìa, rút ngay. Thomas, I'm gonna slowly help you up. Just relax slowly, come up with me. Slowly lift. Open your eyes, check it out. Con nhỏ này muốn xâm nhập. Tôi đưa nó xuống hỏi cùng. Hai anh, đứng tới canh đi. Im. Mày mà lên tiếng phá rối thì ông chủ vẫn dở sọ mày. Đi. Còn mà khóc. Những cái gì? Đúng tiền canh. Đi. Đi. Không có khóc. Chắc. Làm nó làm khi đi ra hiểu. I want you to help me. With two hands. Lower her. Hands there. Slowly. Slowly. Vi, hướng dẫn cho anh. Anh phải tìm máy chủ và quét tiếp nhận. Đâu? Anh không thấy máy chủ đâu cả. Chắc chắn là ở đó mà. Tìm cái bàn phím hoặc máy quét mã QR. Tìm được chưa? When you're ready, remove your hands. Trust me. Just believe. Wow. How do you do this? It gets better. Watch. Vì bây giờ phải làm tiếp nào. Bên hông laptop anh sẽ thấy dây internet. Anh rút dây internet đó ra và gắn vào virtual origin box. Sau đó lấy dây của hộp cắm vào máy tính, rồi quét mã QR để truy cập vào ví tiền. Thoải mái tí đi, em chép túi tiền không mã hóa vào hệ thống của em. Phúc, anh có nghe thấy tiếng hoa không? Có chứ. Nghe suốt. Bây giờ đỡ hơn chưa? Magic check!
USB. Hãy chịu dưới đó. Thế nào mà con lại làm như vậy? Con nói với ba rằng cho con hoạt động ngầm thì con sẽ bắt được bóng ma. Rốt cuộc lại nghi phạm hàng đầu thì đã chết, còn con thì bị bắt không khác gì một tên tội phạm cả. Sự nghiệp của ba cũng đang bị đe dọa. Đây là không phải lỗi của Dada mà là tụi con bị bóng ma. Đừng xen vào. Đây là chuyện của chúng tôi. Nhưng mà ai cho phép con đưa cậu ta đến đây làm gì? Hai đứa quay lại với nhau rồi à? Em đã nói với anh đừng tới đây rồi mà.
cậu đã gây ảnh hưởng xấu cho con gái tôi đấy. Dạ, con biết con sai, thưa bác. Nhưng Dada là một người tốt và cảnh sát giỏi. Đó là vì bác. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Và con mới là thằng ngu làm cho Dada thất vọng. Đó là lỗi của con phải gánh chịu. Nhưng mà con xin bác đừng có trách phạt Dada vì những chuyện này. Chờ một tí. Cậu đúng là một thằng ngu, nhưng tôi phải nói để cho cậu hiểu rằng tôi không phải là người trừng phạt Dada. Dada, ba xin lỗi con. Ba phải rút con khỏi chuyên án này thôi. Vào đi. Thì tôi với Bi còn nhỏ, nó sợ ma tới cái mức mà nó không có dám đi tắm một mình trừ khi tôi đứng canh ở ngoài. Nào nó mới hỏi ra, chị Bi còn ở đó không? Nếu mà nó không nghe tôi trả lời, nó sẽ trần truồng chạy ra ngoài, nó biết mẹ. Tôi sẽ bị đòn. Vậy lúc nào tôi cũng nói với nó là chị ở đây nè. Chị luôn ở đây. Cô không nên đọc đâu. Tôi xin lỗi, tôi đã làm mọi người thất vọng, đặc biệt là Phúc. Đây là nhiệm vụ của tôi mà, tôi mới là người thất bại. Hey, đâu ai thất bại đâu. Nhiệm vụ là lấy túi tiền và chiếc nhẫn, mình đã làm điều đó rồi. Tại sao mà không bắt Thomas bây giờ? Vì mình không có túi tiền Bitcoin. Thật ra Jack nói đúng, dù cho bóng ma đã lấy đi túi tiền, nhưng mà bản thân của túi tiền cũng lưu lại lịch sử giao dịch. Tôi vẫn còn một bản sao và mã số QR ở trong máy tính của mình. Giờ mình đi lấy nó được không? Nè, đây là túi tiền của Thomas. Xong rồi, vậy mình đi nha. Khoan. Tôi cứ lo chép túi tiền của Thomas mà quên để ý tới những giao dịch. Đây là 3.000 Bitcoin mà tôi trả cho Thomas. Nhưng mà nhìn nè, ở trong phần ghi chú có ai đó đã chèn theo mấy câu lệnh lại vô đây. Có biết để làm gì không? Là virus đó. Hâm mộ. Đúng rồi. Nhưng mà còn một virus khác ăn theo hầm mộ. Nó tấn công vào chức năng khôi phục hệ thống. Nghĩa là sao? Thomas không phải bóng ma. Quên đã, mọi chuyện không như nghĩ đâu. Tôi biết các cô cần laptop để là shopping. Để lại chỗ cũ đi. Coi như tôi không thấy gì hết. Bây giờ mình cần đi tới Kimura. Hệ thống của họ đang bị hack. I should have you arrested, Miss Dada. Actually, it's Special Agent Dada. I'm sorry that we thought you were the ghost. We suspect that your company server has been the target of an attack. Someone has planted the crypt in your mainframe. We are restoring our server right now. No, you need to stop your restore. The crypt is just a decoy. The real virus kicks in when the restore is complete. The file was corrupted, so I couldn't tell what kind of virus it was. This shouldn't be here. The ghost used us to hack into your system. He planted the virus that will install when you restore your system. Giờ để coi mình như thế nào. Tôi đã sai rồi. Không phải virus. Nó là rootkit. Rootkit là gì? Nó là phần mềm cho phép hacker kiểm soát máy tính mà không để chủ nhân biết. Giống như là có người sống trong nhà mà anh chẳng hay biết gì cả.
Nếu Thomas khôi phục hệ thống thì bóng ma sẽ có thể xâm nhập camera và tất cả các tài khoản ngân hàng mà nó đang quản lý. Hoặc hắn có thể làm sập hệ thống ngân hàng để tăng giá đồng Bitcoin. Officer, arrest these two for international espionage. Khoan đã Khánh. Do I have to call your superior? Khoan đã Khánh. Wait. You're arresting the wrong people. The ghost did this. Yes, and you helped him. No. Thomas, please. Khánh, làm ơn. $50,000. Xin chào bóng ma. Xác nhận mục tiêu. Copy. It's a pleasure doing business with you. Yes. Call me Eve. Adam. That's a lot of money, Adam. What do you plan to do with it? Depends. What you're doing for dinner? I never mix business with pleasure. The way I see it, our business is done. What's your pleasure? Excuse me, sir. The ambassador room. Trust the room. Thank you, sir. Tonight of magic? This is what you meant by magic. Thank you so much, and good evening. Before I start the show tonight, I see a very familiar face. Can we get a spotlight on the gentleman down the back there next to the lovely lady? Sir, could you please stand up? You, sir, please, could you stand up? Round of applause for the gentleman, everybody. Now, you may not realize this, but I've already performed my first magic trick, and that's making a man rise from the dead. Round of applause. Help everybody. You may sit down, sir. You can sit down now, sir. Now, who's ready for a great show? Man, please join me on stage. Xin lỗi đã bắt cặp bồ gì anh? Mày muốn cái gì? Đóng cửa sổ kìa. Bao nhiêu cái nhà hàng trên thế giới này, sao tao lại phải gặp mày đây? Mày với con Eve có mưu gì? Lần cuối tao gặp mày là ruột mày đổ xuống máng heo rồi. Người có quyền tức là tao chứ không phải là mày. Khi ông Thomas bắt tụi tao, Dada đã thương lượng với cảnh sát là trục xuất tụi tao thay vì bỏ tù. Trục xuất? Thế mày làm gì đấy? Đây là show duy nhất ta kiếm được. Xin lỗi. Vì tất cả. Ta hiểu mà. Kể cặp luôn gió chá. Nhưng mà nên biết, Vi cũng đang ở Đài Bắc. Cổ đang gặp khó khăn vì cổ phải rút ống thở của Bi trước khi trục xuất. Nếu mày muốn xin lỗi cổ, cậu nhiều lắm. Từ từ đã. Ví tiền của tao đâu? Thói quen thôi.
Sao anh tới đây vậy? Bảo tàng dân tộc học. Việc duy nhất em tìm được ở Đài Loan đó. Đang đào bitcoins. Bây giờ đào đất. Em không có gì để nói với anh. Thế sao em vẫn đồng ý gặp anh? Đúng rồi. Em không đang gặp anh. Vi, đi ăn tối với anh đi. Để anh giải thích tất cả. Anh đang ở khách sạn Hồ Tràm. Dưới tên Israel à? Chỉ có em mới hiểu anh thế. Chắc không quá. Đừng liên lạc em nữa. Làm gì đây? Sao có biết là tôi? Chơi thằng làm vườn nào vô lương tâm như ông. Nhìn, cỏ chết hết rồi. Nói thật đi, làm gì đây? Làm vườn chứ anh. Em cố điêu à? Sao cậu ác quá vậy? Tôi với cậu được cầm đôi tay để làm ăn mà. Tôi chết cậu không có lợi gì đâu. Giết tôi, cậu sẽ bị người ta tham khảo suốt đời. Trả cho tôi 2000 bitcoin đi. Tôi sẽ cho cậu biết kế hoạch của Đa Đa là gì. Ông dám tống tiền tôi à? Coi như là cậu đóng học bóng cho bên lên đi du học đi. Tại sao tôi biết được ông đang nói thật? Tôi biết cậu trốn ở Đài Loan. Tại vì Đài Loan là nước duy nhất trong châu Á không hợp tác Interpol. Chắc đã gặp cậu. Chắc cho cậu biết là cậu ấy bị trục xuất khỏi Việt Nam vì đã từng trói cậu. Tôi biết mấy cái này là vì ông theo dõi tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Cái này có giá trị không? Chưa biết. Vì ông khai ra hơi bị dễ. Coi như một người cha muốn tìm được tương lai sáng hơn cho con gái của mình. Bây giờ bé Linh đang ở đâu? Ở trong phòng của cậu. Căng tay kỳ dần và mãi theo dõi. Con bé còn giận cậu. Để nó một mình trong phòng cậu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nha. Con bé giận dài lắm đó. Gì? Lấy cái điện thoại thôi. Bé Linh có tin nhắn cho cậu. Dạ chú Phúc, I miss you. Vậy nha, cậu trả cho tôi 1000 bitcoin trước để làm tin. Tối nay cậu về tới khách sạn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu biết. Được. Coi như đây là bước đầu giúp ông bỏ nghề. Jack đã không nói hết sự thật khi cho biết là Dada đã hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế. Một nửa còn lại là chúng tôi sẽ giúp Dada bắt anh đưa về Việt Nam. Vì cảnh sát hình sự quốc tế không có quyền tài phán ở Đài Loan, cho nên họ chỉ có thể đăng tin anh lên để cảnh sát địa phương giúp đỡ. Cái quái gì thế này? Chơi đủ chưa? Cậu chơi trò này cũng hay đó. Kế hoạch của Dada là gì? Priest sẽ gọi điện và hẹn cậu đến nhà hàng Priest. Khánh và Dada đợi cậu ở đó để công cậu. Quên Vi đi. Đi thẳng một đường đến sân bay trước khi cảnh sát địa phương phát hiện được tin tức của cậu. Thì đóng cửa khẩu. Alo. Diễn ra đúng như lời ông nói. Tốt, chuyển tiền bitcoin đi. Rồi ông sẽ không bao giờ thấy tôi và Linh nữa. Chưa, ông sẽ còn làm cho tôi một việc nữa trước khi Linh nhận được tiền học bổng. Xin lỗi, người đem nhầm xe rồi.
Tôi đang chờ Vi bạn của tôi cơ. Cưng à, muốn em là ai cũng được. Đa đa kìa. Can we go faster? Yes sir. Riêng tư và lãng mạn hơn nhiều. Nhưng ở đây không được dùng điện thoại. Có bao giờ em bắt đầu làm một điều gì đấy mà không thể dừng lại? Anh không biết phải kết thúc bóng ma như thế nào, nhưng sau khi gặp em, anh biết bóng ma sẽ phải dừng lại. Nhưng cách duy nhất để làm việc đấy là phải đi đến cùng. Để bóng ma biến mất, Phúc phải chết. Anh xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Anh mong là bây giờ em đã hiểu tại sao anh phải làm những việc mà anh đã làm. Em hiểu, nhưng đừng nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh. Em sẽ không bắn anh đâu. Vi, bỏ trốn với anh đi. Anh đã chuẩn bị đủ sang để bọn mình có thể đi đến Phúc Châu. Từ đấy em muốn đi bất cứ nơi nào trên thế giới cũng được. Em có thừa thì Bitcoin, mình có thể sống sung sướng cả đời. Anh có biết anh đang nói gì không? Anh bị điên. Nếu nghĩ là tôi sẽ đi theo anh sau những gì anh đã làm. Làm cái gì? Xâm nhập vào Chimera? Hay là tìm cách làm tăng giá trị Bitcoin? Lý do duy nhất mà anh không thành công được ấy là bởi vì em. Vì em quá hiểu anh, cho nên em mới chặn được anh. Những người như bọn mình có bao giờ sống trong cái thế giới đầy luật lệ được đâu. Từ lúc đầu gặp em, anh đã biết rồi. Và em cũng biết điều này khi mà em hôn anh. Bọn mình thuộc về nhau. Em đi. Vì anh mà thằng Bi nó nằm ở trong bệnh viện. Nếu em muốn đổ lỗi cho ai về tai nạn của Bi ấy, em bắn đi. Sau đấy em tự bắn mình đi. Vì chính em mới là người bóp cò này. Tai nạn của Bi chính là cơ hội để anh gặp lại. Trong thế giới của bọn mình, một hệ thống nó sụp đổ để cho một thế hệ mới trỗi dậy mạnh mẽ. Anh hứa với em, sau khi bọn mình bỏ trốn, anh sẽ quay lại đón Bi. Sau đấy bọn mình sẽ cùng nhau chăm sóc cho Bi cho đến khi nó tỉnh lại. Oh, my God.
Như vậy là em đã tha thứ cho anh. Không sống gì đâu, không có wifi. Nếu mà anh đói á thì đây ăn uống vui. Chào mừng đến với cuộc sống ông điện tử. Em nói anh mới nhớ. Tại sao Đa Đa biết là bọn mình đang dự biệt? Chắc mảnh vỡ làm hư mấy theo dõi. Nếu không Đa Đa và cảnh sát khu vực đã ập qua cái cửa đó rồi. Thôi sao, còn mình ở đây ăn mì uống nước tăng lực rồi giải trí với cái đấy hả? Trước tiên giữ mạng sống của anh. Sẵn sàng chưa? Bitcoin, không có hầm mộ, không có ăn cắp thông tin. Thế anh có được quyền bẻ khóa điện thoại không? Khi nào mới ra. Báo chí không có đăng hình em. Ngày mai anh muốn em đổi vài trăm đồng Bitcoin thì bọn mình có thể bắt đầu lại. Lái xe của anh Willy sẽ đưa bọn mình ra bến tàu, hoặc mình đi thẳng Hàn Phúc Châu. Thank you.
cho anh hỏi một lần cuối cùng nha. Cho một câu hỏi nữa. Nếu ông đồng ý, em bấm nút xanh. Mình về nha. Để xem tôi nói có đúng không. Để nhanh chóng trả món nợ với mafia, Thomas thuê anh tạo ra virus hầm mộ. Nhưng anh lại trở nên tham lam và muốn kiểm soát Chimera. Anh đã lên kế hoạch xâm nhập vào Chimera trong vụ trao đổi Bitcoin khách sạn. Nhưng không ngờ tới việc bị đặc nhiệm ập vào. Nhưng rắc rối thật sự là khi BH trộm hết 30.000 Bitcoin của anh. Và anh để mình bị bắt, bị lấy vân tay, nghĩa là đã có hồ sơ tội phạm. Khi nhận ra chúng tôi chưa biết thân phận thật của bóng ma, anh đã lên kế hoạch mới để chiếm hết mọi thứ. 30.000 Bitcoin của anh, 40.000 của Thomas và quyền kiểm soát Chimera. Anh đã cố tình để lại chiếc hộp của Vi làm mồi nhử và lau sạch dấu vân tay của mình. Để khi Thomas phát hiện ra chiếc hộp, ông ta sẽ bắt giam Vi và tôi và khôi phục lại hệ thống từ bàn dự phòng, dẫn tới kích hoạt cài đặt rootkit giúp anh kiểm soát máy chủ Chimera từ xa. Sếp giỏi quá. Còn làm tôi tưởng bị Interpol bám đuôi ở Đài Loan nữa chứ. Chỉ cần tạo ra đúng tình huống, chọn đúng thời điểm, yeah, và gặp đúng người đẹp thôi. Vì lần theo dấu vết của anh trong game Liên Minh Huyền Thoại thì khi có được địa chỉ IP. Thomas đưa cho cô địa chỉ IP của tôi đúng không? Thomas đã thỏa thuận với tôi, nếu tôi bắt được anh thì hắn sẽ bỏ qua chuyện xâm nhập vào Chimera. Cô đã bắt được tôi rồi mà, sao trông mặt cô buồn bực thế? Anh đã vô hiệu hóa chiếc điện thoại của anh. Không có bằng chứng nào để chứng minh anh là bóng ma cả. Nhưng làm sao anh có thể giảm từ án chung thân xuống còn 8 tháng tù? Khi cô để tôi lơ lửng ở trên không, tôi đã kịp làm một việc nhanh gọn. Tất cả chỉ vì một thứ thôi, sếp ạ. Bằng chứng buộc tội. Anh đã xóa sạch tất cả dữ liệu về hầm mộ trên máy chủ. Anh đã có được cái anh muốn. Sao mặt anh còn buồn bực thế? Nhớ nhóm siêu sáu của mình à? Jack đã mở học viện ảo thuật cho trẻ em mồ côi giống anh ấy và dạy cho chúng ảo thuật thay vì trộm cắp. Mọi học viên đều lấy nghệ danh là Magic. Luhan có gửi thiệp: Thánh Nicholas, thánh bảo trợ trộm cắp hoàn lương. Luhan đã hoàn lương để làm gương tốt cho bé Linh. Anh ta đã có công việc mới ở Anh Quốc và cho bé Linh vào học ở một trường tử tế. Vì là người duy nhất mà tôi không có tin tức. Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã giúp tôi bắt được anh. Tôi cũng hứa với cô, sau khi mãn hạn tù ở đây, tôi cũng sẽ biến mất. Anh sẽ không thể ra khỏi đây được đâu. Tôi thề đấy. Sếp ơi, đừng có quên cái này.
cộng 251 chút sổ số sắp mua được ô tô lại hộp 45 số chứ 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Đen như buổi tối đầm mùa hè, bên anh bữa tới lặng mang ban nhạc hát em nghe. Nhẹ nhàng anh nắm tay có điều chi thọ thể. Cưng ơi chị xác định rồi hai đứa mình là một phe. Đời nhiều người bạc phước nhưng trời treo người bạc nhược. Mình thì chậm 10 bước cung cầu theo người đặt cược. Trò chơi cuộc đời, trời cho cười đùa. Họ chơi vì thầy thì mình mời lê cười hùa. Tình hình một mình nhà lầu trình ảnh giàu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo trời với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo trời với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo trời với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo trời với mày. Khi mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa. Mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa. Đèn nhiều màu sáng đẹp trời, hẹn hò internet anh đẹp trai hẹn đi chơi. Váy đẹp hồng gót hấp bụng hồ hởi, tới giờ điện thoại hoãn lại cancel nghỉ chơi. Đen như là mới làm được tiền, chuẩn bị kế hoạch PMI cho nên nổi tiếng nha. Sáng ra ngân hàng là tài khoản phải mở liền, tự nhiên phát hiện tiền giả công an bắt du viên à. Rồi lời giải thích đưa ra hai kết quả chẳng khác gì nhau. Bạn đã kết chuông hoa còn kẻ thù nông trên đầu. SUBOI is true me sao sai. SUBOI is true me sao sai. Tình hình một mình nhà lầu, tình hình giàu sang như vua chúa. Giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà thôi vậy cũng hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo trôi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo trôi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo trôi với mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo trôi với mày. Khi mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa. Mà trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa, trò chơi cuộc đời chơi cho cười đùa.